nhẹ người mày chưa lăn lách. Không gửi lấy. Thằng nhện người mày vô lăn lách. Thằng nhện người mày vô lăn lách. Thằng nhật lời mày vô lăn lách. Cái gì thế? Sao lại cứ ra xong lại vào, ra xong lại vào là thế nào? Thằng nhận người mày chưa năm hai cả. Ui, không nhìn nó chưa cầm dây chưa. Hello. Hello teachers. Ok. Vừa rồi cô cũng bị kiểu vào xong lại bị ao ra ấy. Vừa đang có bị đấy không? Có. Ủa. Người ta không cho vào được luôn ạ. Em bấm luôn rồi. Không cho vào được luôn. Nó cho dấu x luôn. Bị sao ấy nhờ? Bây giờ sao mà bình thường rồi đấy nhở? Ok. So let's check your homework first. Please grade me. Have you finished your homework? Yes. Yeah. Yeah. So now, can you match? Yes. Đọc luôn đáp án nào cô? Yeah, you read out loud the question and the answer. Wow. One, how the Rufus feel in picture one? C. He feels happy. Yeah. 2. What does the penguin do? E. Scare the thieves. 3. How do Rufus and Evan feel in picture 3? They feel scared. 4. Who Ares in the submarine? Submarine. Yes, submarine. B. Captain Formosa. 5. What is the statue? Mm-hmm. F. Is a golden penguin. Yes. 6. Who says good job, penguins? A. Jenny. Yes. Okay, thank you. So let's start with today's lesson. Today we will have a review. Tôi sẽ ôn tập lại những cái nội dung mình đã học. Okay, activity 1 là listen. But before we listen, let's look at these jobs. Yeah. Is there any new words? No. No. Okay. Now you listen and match the number with the letter. Okay. Nó sẽ nghe xem bạn nào làm
đóng vai gì nhá? School drama. Drama nghĩa là gì nhỉ? Một vở kịch ở trường. Yes. Review Unit 7 and 8, Track B60, Page 106, Activity 1. Listen and match. Last week, we made an exciting school drama in the English class. Sounds interesting, Amy. What was it about? Well, there were two kings who both wanted to be the first king to fly to the moon. Were you one of the kings? No, Gemma and Mike were the kings. Who are the kings? Gemma and Ami. Listen again. I was a scientist who was making a spaceship. How about Fergus? No, Gemma and Mike were the kings. Gemma and Mike. Hey. I was a scientist who was making a spaceship. How about Fergus? Was he in the drama? Yes, he was a spy who looked scary. There were two spies. David was the other spy. Từ giờ mình đã nghe được những ngành nghiệp gì nhỉ? Ông vua với cả The king and I. Cái nhân vật I là nghề gì? Scientist đúng không cô? Scientist. Yeah. Và gần nhất, hai bạn gần nhất là gì? There are two spy. Spy. He didn't look scary. Là gì? Peggle đúng không cô? Scientist who is making a mission. Cuối cùng ấy, số 5. How about Fergus? Was he in the drama? Yes, he was a spy who looked scary. There were two spies. David was the other spy. Two spies. Là ai nhỉ? Là David and Paris. Yes. He didn't look scary. Were there any other parts in the drama? There was a soldier who guarded the spaceship. Jill was the soldier. Who is a soldier? Jill. Yeah. Okay. So now. Match. Một là scientist đúng không? Yes. A with E. E. Right? Yeah. Two là chữ. Two là C. Is it two là F chứ không? Yes, so dear. Yeah. Okay. Three là A. Four là E. À đâu? D. Yeah, it's fine. Six. Mike. Là gì nhỉ? Là C nổi đúng không? Nope. There are two kings. Là Gemma and Mike. Okay, so six with A. And five with D. Five D. Yeah, D spy. Yeah. So there are two kings, two spies, a scientist and a soldier, right? Yeah. Okay, now you ask and answer. Can you read the example here? Yeah. Was there a queen in the drama? No, there wasn't. Tức là gì nhỉ? Là có một có nữ hoàng nào có không? Có nữ hoàng ở trong vở kịch đấy không? Có hay không? Không. No, yes. No, there wasn't. Okay, now I will ask you. Were there a sailor in the drama? Yes, it was. Sailor? Who is the sailor? Ah, no, there wasn't.
Yeah, no, there wasn't. Were there scientists in the drama? Yes, there was. Okay, now can you make a question for me? Yeah. Was there a king in the drama? Yes, there were two kings, right? Yeah. Okay, next activity. Now you can write, but you don't need to write, you just speak out loud. But first, let's look at the paragraph and tell me, is there any new words? Có từ mới nào không nhỉ? Vacation, summer vacation, do you know? Kỳ nghỉ hè dài. Kỳ nghỉ hè dài. Yes, kỳ nghỉ hè dài. Chính xác. Okay, I think no new words here. I know. Let's do it. Read out loud and say the answer. Đọc luôn cả đáp án ra nhờ cô nhỉ? Yes, đọc cả đoạn xong đó mình điền lớp đáp án và mình đọc nhé. When Amy's grandmother was young, school finished at age 15. There wasn't a long summer vacation, and they went to school on Saturday. Yes. There were math, science, geography, and history classes. PE was gym class, but there wasn't any English classes. And of course, there weren't any computer in school. Yes, very good. Can you translate it? Dịch sơ qua cho cô đoạn này nào. Tức là đoạn này nói về gì nhỉ? What is it? Nói về khi bà của bạn Amy còn trẻ đúng không cô? Yes. School. Schools. Tức là nói về cái thời đi học của cái thời bà của Amy đúng không? Giờ thời đấy thì như thế nào? Khác như thế nào? School finished at age 15, tức là trường học kết thúc ở lứa tuổi bao nhiêu? Là 15 tuổi. Tức là 15 tuổi đã không còn đi học nữa rồi. And tiếp theo? Ở đấy không được học tiếng Anh. Và không có máy tính. Yeah. Kỳ nghỉ hè thì sao? Có kỳ nghỉ hè dài không? Có. Có một kỳ nghỉ hè dài. There gì? Bây giờ there wasn't. Tức là có hay là không? À không, không có một kỳ nghỉ. Tính là was not, right? Yeah. Không có kỳ nghỉ hè dài. Và phải đến trường cả thứ mấy? Cả thứ bảy. Yes. Có những môn học là nhỉ? Có môn math, science, geography and history. Và môn toán, môn khoa học, môn địa lý và môn lịch sử. Yes. Thank you. Okay, now you ask your grandparents about their school. You have to write three questions. Yeah, now you make three questions to ask about your grandparents' school. Yeah. Tức là mình sẽ phải đặt câu hỏi để hỏi về thời đi học của ngôi trường ông bà. Can you? Mình có thể là dựa vào cái đoạn văn như thế này mình hỏi về những cái thông tin. Ví dụ như là có những môn học nào đúng không? Có môn này không? Có môn kia không? Okay. Can you? Yeah. First question. Thứ nhất là was there a long summer vacation? Yeah. Còn mình thì em hỏi câu trả lời, còn
À đâu, em hỏi câu hỏi xong là trả lời luôn rồi. Nope, you just need to make the question. Mình chỉ cần đặt câu hỏi thôi. Còn bởi vì ở đây không có ông bà của mình để trả lời đúng không? Nên mình chỉ cần đặt câu hỏi cho không để biết cái cách đặt câu hỏi. Was do you go to school on Saturday? No. Ở đây mình dùng câu hỏi nhá. Để ý cho cô này. Khi mà là động từ thường, ở đây mình dùng từ động từ gì? Go to school. Thì mình sẽ phải mượn trợ động từ, chứ mình không được dùng to be, was hoặc là were. Trợ động từ cho từ quá khứ đơn là gì nhỉ? Đức ạ. À? Yes. Can you make it again? Did you go to school? Did you go to school on Saturday? Yes, very good sentence. Next. Did you have English classes? Yes. Hey, good sentence. Nhớ nhá. Với động từ thường thì mình sẽ sử dụng trợ động từ. Còn với những câu hỏi ví dụ như là was there, thì mình lại áp dụng cái công thức là there is, there are, there were, there were. Đúng không? Thì lúc đấy mình mới đổi to be lên trước. To be thì đổi xuống như thế. Okay, next activity. Now you have to write the country or the nationality. Country là gì nhỉ? Country là vùng đất nước. Nationality là người của nước nào? Yes. Make a sentence. Ví dụ như câu số 1. Can you read out loud? He's from Argentina. Yes. Anh ta đến từ Argentina đúng không? Bây giờ mình sẽ đặt câu là anh ta là người Argentina. He's Argentinian. Yes, Argentinian. Number 2. She from Colombia. Colum. Colum. Colombia. Okay. Yeah, Colombia. From Colombia. Three. They Italian. Yes, Italian. Next. He's from Egypt. 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 Yeah, Egypt. Five. They are Brazilian. Yeah, they are Brazilian. Six. She from Korea. Yeah, Korea. Seven. They are Japanese. They are Japanese. How can you say this word in the country? Japan. Yeah, Japan and Japanese. Remember? Japan and Japanese. Thank you. Okay, now you will listen, then say. Mình sẽ nói lại câu như này. Okay, but listen first. Track B61, page 107, activity 5. Listen and write. 1. This is a soldier who is from the United States. He wears a uniform. 2. This woman is a model, and she comes from Korea. 3. These are two women who were from Egypt. They were queens. 4.
This is a man who is a scientist and is from the UK. Five. This is a monkey that lives in the mountains of Japan. Six. These are elephants that live in India. Their noses are very long. Okay. Yeah. Number one. Sorry. What did you listen? Mình đã nghe thấy gì? Câu số 1 người ta nói gì nhỉ? This is a soldier who is from the United States. He wears a uniform. Yes, he wears. He wears. Wear nghĩa là gì nhỉ? Wears. Mặc. Yes. Tức là đây là câu mà mình nghe được. Thì mình sẽ phải nói lại câu là gì nhỉ? He's an American soldier. Yes. Trong câu này thì mình sẽ nghe được là người ta sử dụng cái cấu trúc gì? Mệnh đề quan hệ. Yes. Đây là một người lính đúng không cô? Yes, người lính. Cái người mà đã đến từ Vương quốc Anh. Anh ấy is it United Kingdom? À, đến từ nước Mỹ. Anh ấy mặc đồng phục. Yes. Tức là khi mình viết lại thì mình sẽ chỉ nói lại một câu rất là ngắn gọn, rút gọn. Cái câu số 1 mình nghe được ấy, nói là gì? He's an American soldier. Tức là anh ta là một người lính Mỹ. Yeah. Wow. Tương tự như thế. Và câu 2. Câu 2 thì em chỉ nghe thấy là nghề nghiệp là gì? Nghề nghiệp em nghe từ moment em cũng chả hiểu từ đấy là gì. Model. Is your model? No. Vietnam's next top model. You know that program? Listen to them. Next top model. Đã bao giờ nghe về chương trình đấy chưa? Chưa. Model là chính là người mẫu. You see? Thế cô sẽ cho nghe lại một lần nữa và từng câu sẽ dừng lại để mình đặt luôn cái câu đó nhá. Nhớ là gì? He's hay he is này, she is cộng với cả gì? Quốc tịch, sau đó là cộng với nghề nghiệp. Ví dụ như là gì? He's an American soldier. Để tương tự cái cấu trúc như thế nhá. Track B61, page 107. Activity 5. Listen and write. 1. This is a soldier who is from the United States. He wears a uniform. 2. This woman is a model and she comes from Korea. 2. She's a model Korea. Thì nhỉ? Một người mẫu nước gì? Nước Korea. Korea. Cô ấy đến từ Korea, đến từ Hàn Quốc đúng không? Yeah. Thế thì sẽ phải nói là đây là một người mẫu người Hàn. Mình sẽ nói như nào nhỉ? Thế thì sẽ ấn... À thế thì ơ, sorry. Yeah. She's a model Korea. Phải đảo lại cái quốc tịch trước và cái danh từ giống như cô nói là cái danh từ chính mà nó cũng đứng sau và cái tính từ đằng trước bổ nghĩa cho danh từ đằng sau. Thế? Wow. Giống như là gì? An American soldier. Thì chúng ta sẽ có gì? A Korean model. Yes. Wow. 3. These are two women who were from Egypt. They were queens.
They were an Egypt queen. They were Queen Egypt. They were Egypt queen. Yes. Egypt gì? Egypt queen. Queen ấy, nữ hoàng. Nhưng mà là Egypt hay là Egypt gì nhỉ? Người Ai Cập đúng không? Thì là gì? Egyptian. No? Right? Wow. Nước Ai Cập thì là Egypt. Okay, can you make the sentence again? They were Egyptian queen. They are... Four. This is a man who is a scientist and is from the UK. He's an UK... He's an UK scientist. Ok, cái nghề nghiệp thì mình nghe đúng rồi. Tuy nhiên cái quốc tịch ấy, đến từ nước Anh thì mình có thể dùng quốc tịch là gì? English or British. Can you make the sentence again? Nhưng mà em thấy người ta đọc là UK ấy mà. UK chính là tên đất nước, tên quốc gia. Ví dụ nó là viết tắt của từ gì? United Kingdom. Cũng giống như là United States. Thì khi chuyển sang người Mỹ thì mình phải chuyển thành gì? American, chứ mình không nói là United States, đúng không? Tên quốc gia và tên quốc tịch khác nhau nhé. Ok. Five. This is a monkey that lives in the mountains of Japan. Đất nước là đất nước gì? Japan. Yes. Quốc tịch sẽ là Japanese. Gì? Và cái East. No. East. Japanese mountain. Monkey. Nó sống ở trên cái mountain ở Japan. Nghe lại nha. Six. These are elephants. It is from the UK. Five. This is a monkey. Đúng không? This is a monkey. That lives in the mountains of Japan. That live in the mountains of Japan. Six. These are elephants that live in India. These are elephants that live in the... Live in a cool... Real. No. Their noses. These are elephants that live in India. That live in. In India. India. Yeah, India là nước gì nhỉ? India, do you know? Tây Ban Nha à cô? Nó Ấn Độ. Thì người Ấn Độ sẽ là gì? À, quốc tịch Ấn Độ á. Hey. Sẽ là Indian. Okay. Indian. Đây là những chú voi Ấn Độ thì mình sẽ nói như thế nào nhỉ? They are an Indian elephant. Yes. These are thì sẽ không có an hay là ơ nữa mà nó sẽ có số nhiều elephants. An hay ơ chỉ dùng cho số ít là một. Ok. À, wow. Ok. This activity will be your homework. Nhưng mà cô ơi, cho em hỏi bài này em không biết cách làm như thế nào không cô. Activity 6. Wow. Right. Tức là mình sẽ phải gì? Đặt ra những cái câu hỏi. Right quiz. Quiz ở đây chính là question đó, câu hỏi. Wow. And the question is about animal or famous people. Tức là mình sẽ hỏi về những cái mà con vật
đặc trưng của quốc gia hay là những cái người nổi tiếng, ví dụ như là ở đây chúng ta có câu hỏi là gì? Number one, Johnny Depp, American. Yeah, Johnny Depp là một cái diễn viên nổi tiếng, đúng không? Yeah. Thì mình sẽ hỏi là có phải là anh ấy từ nước Mỹ không, hay là mình hỏi ví dụ như là một con vật đặc trưng của gì? Của Úc. Kangaroo, yes, nước Úc. Where from, đúng không? Mình sẽ là trả lời là gì? Thì buổi sau nhá, mình có thể đặt câu hỏi đấy để hỏi cô. Ví dụ như mình hỏi là is Cristiano Ronaldo Portugal chẳng hạn. Wow. Ronaldo có phải là người Bồ Đào Nha không? Hey. Yeah. Like that. Okay, thank you very much. Can you tell me what have we studied today? We practice about speaking, listening and reading. Yes, we review what we have learned. Yeah. Ôn tập lại những gì mình đã học. Yeah. Thank you. Remember to do your homework. Yes. Bye. Bye, teachers. Không, từ Ấn Độ cô chưa cho học luôn. Italian thì con còn học rồi, nhưng mà Indian con chưa biết. Indian là Ấn Độ đấy. Nhưng mà hôm nay con học cảm giác chưa chắc. Chưa chắc thì con chỉ lấy bài trước. Cái bài về đất nước là con toàn quên. Con vẫn nhớ, nhưng mà Italian, nhưng mà con chưa nghe đến từ Indian bao giờ. Indian nghe nhạc đi. Ôm lại học mai, sắp xếp cái gì học bài mai gì. Mai có tí toán không, đưa thầy có biểu ấy ra xem nào. Toán con sắp xếp hồi nãy. Làm như thế. Đưa. Đưa thầy có biểu ấy xem mai không chứ gì. Mai. Con xì lậu không thể lập. Lỗ tai của mày bị điếc hả Hút? What the hell? Tao nghe rõ ràng là John Junior Puppy Up chứ có phải cục xì lâu gì đâu. Mày mới là điếc đó. Không cần mày đi đi! Cho thằng sắp tao nghe đi. Được rồi, nãy anh chân chơi nghe mày phát. Mày chỉ thế là nhanh thôi. Mày cứ thế bắt đầu thứ hai động vào là bắt đầu mày. Xong là bắt đầu mày ra mày. Mai thứ năm à? Toán văn. Hai tiết văn à? Mai hai tiết văn đấy. Sinh. Khoan, từ. Mai có tiết sinh thì hôm nay có bài học tập về sinh không? Có, con làm rồi. Học thuộc chưa? À, sinh học thuộc cái gì? Như à này. Năm thứ 6 đều có tiết văn. Văn. Mai có tiết toán nữa đây này. Toán thì con chuẩn bị hết rồi. Toán con ưu tiên hàng đầu rồi. Con chuẩn bị hàng đầu. Toán, văn, môn tin học nữa đây này. Môn sinh này. Mai có 4 tiết rồi đúng không? Thần Nhật đi ra đây. Về làng Long Quân thuộc thần. Cô giao cái gì thì học thuộc lại chưa? Biển. Để mà mai một cô kiểm tra bài cũ. Cơ thuộc dòng. Học lại đi xong lại đọc bài mới đấy. Trên núi hai mai người cũng phải tiết sinh đó. Mọc sinh thì sẽ trông ấy mà. Chúng lở ra toàn mấy cái có vẩn trăm con học. Người. Con tưởng là học nào là học không hay hôm qua học cấp 5, qua học cấp 5 rồi các bạn. 50 người con theo mẹ. Ta là nói giàu không thể sống lông chung cả đâu. Theo đi ra đây. Theo mẹ lên non cùng mở nên đất nước câu chuyện. Không thể sống lâu được trên cạn. Chấm.
Quân không. Là không. Quân. Lạc Long Quân và Âu Cơ. Lạc Long Quân. Nghe nhạc đi. Câu chuyện kể về Lạc Long Quân thuộc kết duyên cùng Âu Cơ thuộc dòng Yên ở trên huyện bọc chân nên ngỡ ra thành chân ta kiếm nên người cũng uống biển nên con chết trời ơi mẹ mẹ dài dài non ra